Hôm qua, câu lạc bộ LB Bank Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành làm giám đốc học viện bóng đá của câu lạc bộ này kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2023. Vào cuối tháng trước, nhà cầm quân này vừa mới chia tay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do những bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo đội bóng. Trước đó, ông từng làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn, giúp đội bóng này vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Cũng trong sự nghiệp của mình, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từng làm giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, kiêm chủ tịch câu lạc bộ Phố Hiến. Ngoài ra, khi mới bắt đầu sự nghiệp, nhà cầm quân người Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng làm việc với một số đội trẻ, các lớp bóng đá năng khiếu của thành phố mang tên Bác. Bởi vậy, công việc mới có lẽ sẽ phù hợp với vị chiến lược gia này trong công cuộc vực dậy một lò đào tạo từng cho ra mắt nhiều cầu thủ chất lượng.